Cẩn thận ạ. Chô xin hẻo. Chô xin hẻo. Chô xin hẻo. Cẩn thận ạ. Khỏi có từ chô xin hà đà. Gốc chô xin hà đà mà nghĩa là cẩn thận. Khi mà chia theo đuôi câu một hình thức lịch sự nhẹ nhàng, chô xin hẻo, cẩn thận đi hoặc là cẩn thận ạ. Đi cẩn thận nhé. 조심히 가세요. 조심히 가세요. 조심히 가세요. Đi cẩn thận nhé, hoặc là đi cẩn thận nha, đi cẩn thận ạ, cũng là một hình thức đuôi câu lịch sự. 조심히 có nghĩa là một cách cẩn thận. Các bạn có 조심하다 mà nghĩa là cẩn thận. Còn ở cái dạng của nó biến đổi mà nghĩa là một cách cẩn thận ấy, thì các bạn sẽ có chuyển đổi thành 조심히 và kết hợp với một động từ. 조심히 가세요. 가다 là đi, còn 세요 đuôi câu mệnh lệnh mà nghĩa là hãy đi một cách cẩn thận nhé. Cẩn thận lời nói đó, hoặc là gì nhỉ? Cẩn thận lời nói nha, hoặc là cẩn thận cái lời cậu nói ấy, sẽ là 말 조심해요. 말 조심해요. 말 조심해요. Cẩn thận lời nói đó. Các bạn có 말 có nghĩa là lời nói, kết hợp với một động từ 조심해요 mà nghĩa là cẩn thận, tức là gì nhỉ? Đây là một câu nhắc nhở ai đó là gì nhỉ? Cậu hãy cẩn thận cái lời nói nha. 말 조심해요. Chờ chút ạ. 잠깐만요. 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 Chờ chút ạ. Các bạn có 잠깐. 잠깐 có nghĩa là một chút, một lát. Từ 만 mà nghĩa là chỉ, tức là gì nhỉ? Chỉ một chút thôi. 요 đuôi câu thêm vào kết thúc một cách ngắn gọn lịch sự. 잠깐만요 mà nghĩa là chờ một chút thôi ạ. Được ạ. 좋습니다. 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 Được ạ hoặc là được đấy. Một câu có thể là sử dụng để thể hiện cái sự đồng ý. Ví dụ là ngày mai chúng ta cùng nhau đi leo núi đi. Thì bạn này nói rằng 네 좋습니다. Vâng, được ạ. Là thật đấy ạ. 정말이에요. 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 Là thật đấy ạ, hoặc là thực đấy ạ. Các bạn có từ 정말 có nghĩa là thực, thực sự. 이에요 là. Ví dụ là gì nhỉ? Tớ nói với cậu chuyện này nhé. Là gì nhỉ? Chính cái cậu kia đã quay góp bài đấy. Xong và cái người này nói là gì nhỉ? Điều tớ nói là thật đấy ạ. 정말이에요 là thật đấy. Chào nha, hẹn gặp lại. 안녕, 다시 만나요. 안녕, 다시 만나요. Chào nha, hẹn gặp lại. Một câu chào rất là thân mật, lịch sự. Với cái đuôi là đuôi yo, còn 안녕 thì nó thân mật xuống xã. 안녕 là chào nha. Các bạn có thể dùng để chào hỏi với những người ngang hàng hoặc là nhỏ tuổi hơn, bạn bè. Có nghĩa là chào, chào nha. 다시 만나요, hẹn gặp lại nha. 다시 만나요 với đuôi yo này thì là một cái hình thức lịch sự thân mật. 안녕 다시 만나요. Chào nha, hẹn gặp lại. Nói to lên nào. 크게 말하세요. 크게 말하세요. 크게 말하세요. Nói to lên nào, hoặc là hãy nói to lên. Các bạn có 말하다 có thể phát âm nối âm là 말하다 mà nghĩa là nói. Còn hãy nói thì các bạn bỏ tà gắn 세요 một hình thức đuôi câu mệnh lệnh. Hãy nói như thế nào, 어떻게 như thế nào, thì cụ thể là 크게 các bạn có 크다. Gốc của nó tính từ 크다 mà nghĩa là to, là lớn, bỏ tà đi gắn 게 mà nghĩa là một cách to lớn. 크게 말하세요 thì các bạn dịch là gì nhỉ? Hãy nói to lên nào. Hãy nói thật thoải mái đi. 시원하게 말하세요. 시원하게 말하세요. 시원하게 말하세요. Hãy nói thật thoải mái đi. Đi cẩn thận rồi về nhé. 잘 다녀오세요. 잘 다녀오세요. 잘 다녀오세요. Đi cẩn thận rồi về nhé. Một câu chào hỏi, một câu dặn dò. Các bạn có từ 다녀오다 có nghĩa là đi rồi về, 세요 là hãy,
Còn 잘 trong trường hợp này đứng đằng trước của động từ. Cái từ 잘 mà nghĩa là tốt, giỏi, hoặc có thể dịch là gì nhỉ? Cẩn thận hoặc là ngon hoặc là gì gì đó, tức là nó chỉ những cái gì tốt đẹp. 잘 다녀오세요. Đi cẩn thận rồi về nha. Hoặc là đi cẩn thận rồi về nhé. Có lẽ vậy ạ. 아마도요. 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 Có lẽ vậy ạ. Ví dụ là gì nhỉ? Hình như tớ thấy là chị Su Jin sắp kết hôn đấy. Thế thì cái bạn kia nói rằng 아마도요. Có lẽ vậy ạ. Tức là chỉ cái sự đồng tình. Có lẽ vậy, các bạn có từ 아마. 아마 là có lẽ, 도 là cũng, có lẽ là cũng, cũng vậy. 아마도요. Có lẽ vậy ạ. À, tôi phải đi đây. 가야 해요. 가야 해요. 가야 해요. Tôi phải đi đây. Làm từ từ thôi. 천천히 하세요. 천천히 하세요. 천천히 하세요. Làm từ từ thôi. Ngược lại sẽ là làm nhanh lên. 빨리 하세요. 빨리 하세요. 빨리 하세요. Làm nhanh lên. Bạn có 빨리 có nghĩa là một cách nhanh chóng. 하세요. Hãy làm nhanh lên. Hoặc các bạn dịch là làm nhanh lên. Một cách đề nghị lịch sự đấy. Làm ơn đọc to lên nào. 크게 읽어 주세요. 크게 읽어 주세요. 크게 읽어 주세요. Làm ơn đọc to lên nào. Các bạn có 읽어 주다 là đọc cho. Còn các bạn hiểu trong cái câu này khi đọc với 세요 읽어 주세요 bằng nghĩa là làm ơn hãy đọc. Còn đọc như thế nào? 크게 một cách thật là to. 크게 읽어 주세요. Làm ơn đọc to lên nào. Không có sức lực nữa hoặc là tôi không có sức lực. 힘이 없어요. 힘이 없어요. 힘이 없어요. Không có sức lực nữa hoặc là gì nhỉ? Tôi không có sức. 힘 có nghĩa là sức mạnh. 없어요 là không có. 힘이 없어요. Tôi không có sức lực hoặc là không có sức lực nữa. Cho tới một chút thôi. 조금만 주세요. 조금만 주세요. 조금만 주세요. Chờ tới một chút thôi. Các bạn có từ 조금 là một chút. 만 mà nghĩa là chỉ. 조금만 mà nghĩa là chỉ một chút thôi. 주세요. Cái đuôi 주세요 mà nghĩa là hãy đưa cho tôi hoặc là đưa đây hoặc là hãy cho tôi. 조금만 주세요. Chờ tới một chút thôi. Cho em một miếng ạ. 한 조각 주세요. 한 조각 주세요. 한 조각 주세요. Cho em một miếng ạ. Các bạn có 한 mà nghĩa là một, 조각 mà nghĩa là miếng. Ví dụ là miếng bánh chẳng hạn. Ví dụ là 케이크 là bánh kem. 케이크 한 조각 주세요. Cho em một miếng bánh kem ạ. Ngon ạ. 맛있습니다. 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 Ngon ạ. Các bạn có từ 맛있다 là gốc của tính từ mà nghĩa là ngon. Chia theo đuôi 씁니다 là một hình thức đuôi trang trọng tôn kính. 맛있습니다. Ví dụ là 음식 괜찮아요? Hoặc là 음식 어때요? Món ăn thế nào? Hoặc là món ăn ổn chứ? Thì các bạn sẽ nói là 네, 맛있습니다. Vâng, ngon ạ. Hoặc là 한국 음식 맛있습니다. Món ăn Hàn Quốc ngon. Hoặc là không hợp khẩu vị của tôi. 입맛에 안 맞아요. 입맛에 안 맞아요. 입맛에 안 맞아요. Không hợp khẩu vị của tôi. Ví dụ là 이 음식, cái món ăn này 입맛에 안 맞아요. Không hợp khẩu vị của tôi. Các bạn có từ 입맛. 입맛 viết là 입 có nghĩa là cái miệng, 맛 có nghĩa là cái vị. 입맛 mà nghĩa là cái vị của miệng ấy. An có nghĩa là không. 맞아요. Bạn gốc của là từ 맞다 mà nghĩa là đúng. Hay trong trường hợp này các bạn hiểu là không phù hợp với 부모의 에 mà nghĩa là với. Không phù hợp với cái khẩu vị của tôi. Các bạn có từ 입맛. 입맛 các bạn cần chú ý về cách phát âm. Đó là biến âm. Giống như là dòng chữ màu xanh này.
입맛 có nghĩa là khẩu vị. 입맛에 안 맞아요. Không hợp khẩu vị của tôi. Ở đâu cũng được ạ. 어디든지 괜찮아요. 어디든지 괜찮아요. 어디든지 괜찮아요. Ở đâu cũng được ạ. Gì cũng được ạ. 뭐든지 좋아요. 뭐든지 좋아요. 뭐든지 좋아요. Gì cũng được ạ. Các bạn có từ 뭐, 뭐 mà nghĩa là gì, 든지, 뭐든지 mà nghĩa là bất cứ cái gì cũng, 좋아요 cũng được, cũng tốt. Ví dụ là gì nhỉ? 뭐 먹고 싶어요? Hoặc là 뭐 먹을래요? Em muốn ăn gì? Hoặc là em ăn gì nhỉ? Thì cái bạn này nói là 뭐든지 좋아요. Gì cũng được ạ. Ăn gì cũng được ạ. 뭐든지 먹어도 돼요. Hoặc là 뭐든지 먹어도 좋아요. Các bạn có từ 돼요 cũng được hoặc là 좋아요. Các bạn có ở đây 뭐든지 có nghĩa là bất cứ cái gì, 먹어도 ăn thì cũng, 먹어 có nghĩa là trong gốc của từ 먹다 là ăn, 먹어도 도 để mà nghĩa là cũng, tức là gì nhỉ? Bất cứ cái gì thì ăn thì cũng 좋아요, cũng tốt hoặc là cũng được, hoặc là các bạn dùng cái từ 돼요 cũng được nhá. 돼요 cũng mang nghĩa là được, hoặc là 좋아요 cũng mang nghĩa là được. Thế ra là thế. 그렇군요. 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 Thì ra là thế. Hóa ra là vậy. Các bạn có thể dịch như thế nhá. Ví dụ là gì nhỉ? Ô, tại sao hôm qua em lại không đi học vậy? Thì bạn kia nói là 감기에 걸려서 학교에 못 갔어요. Vì em bị cảm nên em đã không thể đến trường được. Thế thì bạn kia đáp lại là 그렇군요. Hóa ra là thế, hoặc thì ra là thế, hoặc thì ra là vậy. Tức là thể hiện cái sự phát hiện. Các bạn có đây, về cách phát âm, các bạn có âm hờ và cờ kết hợp với nhau. Các bạn phát âm thành khờ và n các bạn nối lên thành nhiều. 그렇군요. Thì ra là thế. Đây là một cụm sử dụng rất là nhiều, cụm cố định. Đẹp gì đâu ạ? À? 예쁘기는요. 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 Đẹp gì đâu ạ? À? Hoặc là 예쁘기는요. Đẹp gì đâu? Ví dụ là gì nhỉ? Wow, cái túi sách của cậu đẹp thế. Trả lời rằng 예쁘기는요. Đẹp gì đâu ạ? À? Hoặc là đẹp gì chứ? Các bạn có gốc là 예쁘다 mà nghĩa là đẹp hoặc là xinh. Bỏ tà gắn với 기는요. Các bạn có động từ hoặc là tính từ chỉ cần bỏ tà đi và gắn 기는요 vào. 기는요 đây mà nghĩa là gì chứ, gì đâu. Tức là nó thể hiện cái sự phủ nhận. Ví dụ là gì nhỉ? Wow, cái bạn ấy đá bóng rất là giỏi. 축구 잘해요. Đá bóng rất là giỏi thì bạn kia nói là gì nhỉ? 잘하기는요. Tốt gì chứ, hoặc là giỏi gì chứ. Chỉ là vậy thôi. 그냥, 그냥, 그냥. Chỉ là vậy thôi. Ví dụ là gì nhỉ? Tại sao cậu lại suốt ngày nghe đi nghe lại một bài hát như thế nhỉ? Thế thì các bạn ấy không biết phải giải thích như thế nào, hoặc là bạn ấy chỉ là đơn giản là vì thích nghe thôi, không có lý do, thì các bạn ấy chỉ cần đáp là 그냥, 그냥 có nghĩa là gì nhỉ? Thì chỉ là vậy thôi, tức là chỉ là tớ thích nghe thế thôi. 그냥. Hoặc là gì nhỉ? Tại sao hôm nay cậu lại ăn món ăn lạ thế? Thì các bạn kia nói là 그냥, thì chỉ là tớ thích ăn vậy thôi, hoặc là chỉ là vậy thôi. Sai rồi ạ. 틀렸어요. 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 Sai rồi ạ. Các bạn có từ 틀리다 là gốc của từ này mang nghĩa là sai. 틀리다 nhé. 틀리다 mang nghĩa là sai. Khi các bạn chia tay yo thì biến đổi thành 틀렸어요. 틀렸어요. Sai rồi ạ. Chúc mừng hoặc là chúc mừng ạ. 축하해요. 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 Chúc mừng có thể là 생일 축하해요. Chúc mừng sinh nhật. Các bạn có đây là 축하해요 mà nghĩa là chúc mừng. Ví dụ là 승진 축하해요. 승진 mà nghĩa là thăng chức chẳng hạn, hoặc là 생일 sinh nhật này.
có thể dùng với từ 생일, 축하해요. Các bạn có đằng trước kết hợp với những cái danh từ và gắn với từ 축하해요. Viết hơi xấu, các bạn cố gắng dịch nhé. 생일 có nghĩa là sinh nhật, hoặc là 승진 có nghĩa là thăng chức. 승진 축하해요, hoặc là 생일 축하해요. Chúc mừng thăng chức này, chúc mừng sinh nhật. Làm tốt lắm. 잘하네요. 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 Làm tốt lắm. Các bạn có từ 잘하다 mà nghĩa là làm tốt. 네요 một đuôi câu cảm thán, đó là sau gốc của động từ hoặc là tính từ, thể hiện cái sự có thể là cảm kích hoặc là cảm phục hoặc là ngạc nhiên hoặc là bất ngờ. Tóm lại đây là một cái đuôi câu thể hiện sự cảm thán. Có thể là trong giờ học, học sinh trả lời câu hỏi rất tốt hoặc là làm bài rất tốt, thì khi đó giáo viên sẽ nói là 잘하네요, em làm tốt lắm. Đúng rồi, cứ thế. 그지 그래요. 그지 그래요. 그지 그래요. Đúng rồi, cứ thế. Thật hợp. 어울리네요. 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 Thật hợp hoặc là thật là hợp với bạn chẳng hạn. Các bạn có từ 어울리다 mang nghĩa là hợp hoặc là phù hợp. 보다 gắn 네요 và đuôi câu thể hiện cái sự cảm thán, ví dụ là cái áo này thật là hợp với bạn. 어울리네요, thật là hợp. Sao em lại tin cái đó? 그걸 왜 믿어요? 그걸 왜 믿어요? 그걸 왜 믿어요? Sao em lại tin cái đó? Lạnh quá. 추워요. 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 Lạnh quá. Ngược lại sẽ là nóng ghê hoặc là nóng quá. 덥네요. 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 Một đôi câu cảm thán với 네요. Các bạn có gốc tính từ của nó là 덥다. 덥다 mang nghĩa là nóng. 덥다 là nóng. Cái trường hợp này cũng là trường hợp bất quy tắc của phụ âm bờ. Khi mà chia theo đuôi yo sẽ là 더워요. 더워요. Nhưng mà khi mà kết hợp với cái đuôi 네요 cảm thán, các bạn chỉ cần bỏ 다 đi là được. 덥네요. Hoặc là khi chia đôi yo sẽ là 더워요. 더워요. Nóng quá. Đẹp thật. 이쁘네요. 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 Đẹp thật đấy. 이쁘다 mà nghĩa là đẹp, xinh đẹp. 네요 đây câu cảm thán. Có thể các bạn vô tình các bạn đi trên phố và các bạn nhìn vào cửa hàng thấy một cái váy rất là đẹp, các bạn ngước lên và các bạn nhìn và các bạn thốt lên là 이쁘네요, đẹp thật hoặc là đẹp quá cơ. Cái đó đẹp đấy hoặc là cái đó phong cách đấy. 그거 멋지네요. 그거 멋지네요. 그거 멋지네요. Cái đó đẹp đấy, cái đó phong cách đấy. 그거 cái đó. 멋지다 mà nghĩa là ngầu, gốc là 멋지다 mà nghĩa là ngầu hoặc là phong cách hoặc là đẹp hoặc là tuyệt vời. 네요 đôi câu cảm thán. Các bạn có thể dùng để khen, ví dụ là một cái mũ rất là đẹp, hoặc là một chiếc váy rất là đẹp, hoặc là một chiếc máy tính bảng rất là xịn sò. Và các bạn cũng có thể dùng để khen ai đó xinh đẹp hoặc là phong cách ăn mặc ngầu chẳng hạn, hoặc là rất là đẹp hoặc là lộng lẫy. Các bạn đều có thể dùng với từ 멋지다 để khen cái gì đó rất là đẹp, xuất sắc, phong cách. Ngon. 맛있어요. 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 Ngon. Ví dụ là cái món ăn này ngon quá. 이 음식 맛있어요. Món ăn này ngon. Hoặc là ai đó hỏi là gì nhỉ? 맛있어요? Ở dạng câu hỏi sẽ lên giọng là 맛있어요? Có ngon không? Trả lời rằng 네, 맛있어요. Vâng, ngon ạ. Hứa đi. 약속해요. 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 Hứa đi. 약속 có nghĩa là cuộc hẹn, còn động từ của nó sẽ là 약속해요 mà nghĩa là hứa đi hoặc là hứa nha. Các bạn cần chú ý về cách phát âm. Ở cái âm tiết thứ hai thì gấp đôi phụ âm sở, cái âm tiết thứ ba thì nối cờ hờ với nhau thành âm khờ. 약속해요, hứa đi. Thi tốt nha. Một câu chúc. 시험 잘 봐요. 시험 잘 봐요. 시험 잘 봐요. Thi tốt nha. 시험 có nghĩa là bài thi, cuộc thi.
Động từ của nó là 보다, 시험 보다 là thi. Còn 잘 có nghĩa là tốt. 시험 잘 봐요, thi tốt nha. 마지막으로, câu cuối cùng nhá. Trễ rồi, hoặc là muộn rồi, hoặc là gì nhỉ? Tôi đã trễ rồi, hoặc là tôi bị muộn rồi. 지각했어요. 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 Trễ rồi, muộn rồi. Ví dụ các bạn đến công ty muộn thì các bạn sẽ dùng một cái từ này. 지각했어요. Tôi đã bị muộn rồi, hoặc là đi học muộn các bạn cũng dùng là 지각했어요. Tôi đã bị muộn rồi. Còn có từ 지각하다 là gốc của nó, mà nghĩa là trễ hoặc là muộn. Nói đến đây thì cũng hết hơi luôn các bạn ạ. Chúc các bạn học thật tốt và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài giảng sau. 여러분 다음에 또 만나요. Hẹn gặp lại các bạn.